Vua ơi. Vua ơi. Gì đây? Man City hòa rồi đấy. Hòa rồi à? Đá hay không mà hòa đấy? Đá dở vãi lìm. Đá ngu à? Suốt cái tuổi bằng lên đài Arsenal. Arsenal thắng mà đúng không? Anh em đợi tí á. Mình làm quả sa bàn phát cho anh em thấy Arsenal đá hay như nào nhá. Tỷ số 4-2, nói chung là đã thỏa mãn các cổ động viên của Arsenal rồi. Nhưng ở dưới sân thì liệu rằng là đoàn quân của Arteta đã chơi một trận có thể coi là thuyết phục hay chưa? Thì đầu tiên, Arsenal vẫn vào trận với một cái khối build up quen thuộc, đó là khối build up 3-2 với hậu vệ phải Ben White tạo thành bộ ba ở line đầu tiên cùng với Gabriel và William Saliba, hai tiền vệ trung tâm của Arsenal ở trong giai đoạn triển khai bóng nhưng thường lệ vẫn sẽ là Jorginho và đá thay Partey cùng với đó là hậu vệ trái Zinchenko. Aston Villa đã chơi như thế nào để có thể khắc chế được những cái pha triển khai tấn công của Arsenal? Đầu tiên thì Unai Emery cho các học trò chơi với một cái khối 4-4-2 và với hai tiền vệ cánh bó khá là hẹp vào trong trung lộ. Thì bộ đôi tiền đạo của Aston Villa đó là Philippe Coutinho và Oliver Watkins đã có một trận đấu tương đối tốt ở hiệp 1 khi mà họ gần như là phong tỏa được hoàn toàn Jorginho và Zinchenko cùng với sự hỗ trợ của Boubacar Camara và người đá cạnh Camara là Douglas Luiz đã gần như là đã khóa chặt được Jorginho và Zinchenko. Và một điều đặc biệt nữa đó là khi mà bóng được đưa ra hai trung vệ lệch của Arsenal là Ben White và Gabriel thì tiền vệ cánh tương ứng sẽ dâng cao lên, có thể tạo thành một cái khối nó dạng là 4-3-3 như này để có thể gần như là phong tỏa được những cái hướng chuyền bóng của Ben White hay là của Gabriel vào trung lộ và buộc là hai hậu vệ lệch của Arsenal phải đưa trái bóng ra hai biên như này. Như đã nói thì việc Arsenal họ không thể triển khai được bóng qua khu vực trung lộ buộc rằng là đoàn quân của Arteta phải đưa trái bóng ra hai cánh như thế này. Thì hai cánh của Arsenal gồm những ai? Đầu tiên là tân binh Leandro Trossard ở bên phía cánh trái và Bukayo Saka ở bên phía cánh phải. Tuy vậy thì khi mà Arsenal đưa bóng ra hai cánh, họ cũng gặp phải vấn đề. Vấn đề là ở đâu? Đầu tiên ở bên phía cánh trái như thế này thì khi mà bóng được luân chuyển sang bên trái cho Trossard thì gần như là cầu thủ người Bỉ chỉ có một mình anh Granit Xhaka. Ngày thi đấu hôm qua anh ta không có những cái pha di chuyển xuống ở đây như thế này, di chuyển vào giữa hậu vệ phải và trung vệ của đối phương, mà Xhaka thường có xu hướng giữ vị trí ở cái khu vực half space này thôi. Điều này khiến cho những cái tình huống đi bóng của Trossard rất là vô giá trị khi mà luôn có ít nhất là một là Matic hậu vệ phải của Villa và John McGinn một tiền vệ, anh ta vốn là một tiền vệ trung tâm được thi đấu như một tiền vệ cánh và anh ta có khả năng phòng ngự rất là tốt. Điều này khiến cho Trossard luôn ở vào cái tư thế một đấu hai cầu thủ của Villa và sẽ rất là khó khi mà anh không có được sự hỗ trợ từ cả Granit Xhaka hay thậm chí là Eddie Nketiah. Còn Zinchenko thì hôm qua anh ta đá như một tiền vệ trung tâm thì anh ta sẽ thường có mặt ở khu vực này chứ không có nhiều những pha xuống biên để có thể hỗ trợ cho Trossard ở bên phía hành lang cánh trái của Arsenal. Arsenal kết thúc hiệp 1 với kết quả thua 1-2. Nhưng khi mà tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên thì họ đã ra về với trọn vẹn 3 điểm với chiến thắng 4-2. Vậy thì điều gì đã làm nên sự khác biệt của Arsenal ở trong 45 phút ở hiệp 2? Đầu tiên phải kể đến quyết định của Mikel Arteta, đó là việc ông đẩy Ben White từ một cầu thủ đá trong cái dàn backline 3 người đá dâng cao hơn. Anh ta đá như một hậu vệ cánh thuần túy bám biên ở trong hiệp 2 này. Vì sao lại như vậy? Vì chúng ta phải thấy là khối thủ 4-4-2 của Aston Villa thì họ sẽ chỉ có 1, 2 và 3 người ở khu vực mỗi cánh thôi. Và khi mà đẩy Ben White lên và với việc đẩy cả Jorginho dâng cao để có thể gần như là áp sát với khung thành của đối phương thì Arsenal sẽ có tới 4 cầu thủ ở khu vực này. Họ sẽ có Ben White, Saka, Odegaard và Jorginho. Và Aston Villa họ sẽ chỉ có 3 người. Họ sẽ có hậu vệ cánh trái, tiền vệ cánh trái và tiền vệ trung tâm. Tyrone Mings, anh ta cũng có thể di chuyển ra cái khu vực này để hỗ trợ cân bằng con số 4-4. Nhưng anh ta sẽ còn phải để ý đến Nketiah với những cái pha di chuyển gọi là di chuyển ra sau lưng như thế này. Vì vậy nên Mings cũng sẽ không thể di chuyển nhiều để có thể hỗ trợ được dành cho các đồng đội. Và Arsenal với cái lợi thế con số 4-3 ở khu vực cánh phải đã có rất nhiều những cái tình huống lên bóng đáng chú ý ở hiệp 2. Họ sẽ có những pha bóng như nào? Đầu tiên đó là những pha di chuyển mà Saka sẽ chủ động cầm bóng cắt vào trong cho Ben White chạy overlap xuống biên như thế này và căng ngang. Một bài đánh khác của Arsenal ở hiệp 2 đó là những cái pha di chuyển của Odegaard, những pha di chuyển vào khoảng trống giữa hậu vệ cánh và trung vệ của Villa như thế này, mở ra khoảng trống dành cho Saka cắt vào trong
hoặc là những cái pha phối hợp đập nhả, và Jorginho sẽ là người tung ra những cái đường chuyền quyết định như thế này xuống cho Saka hoặc Odegaard để có thể đối mặt với khung thành của Emi Martinez. Aston Villa thua, nhưng mà thực sự là họ có chơi tệ không? Thì về ý kiến cá nhân của mình thấy Aston Villa họ chơi không hay. Để mà bảo là tệ thì cũng không hẳn, nhưng mà những cái pha lên bóng của Aston Villa thì chủ yếu là phụ thuộc rất là nhiều vào Boubacar Camara với những cái pha di chuyển để thoát shoulder cover và tịnh tiến bóng lên phía trên như thế này. Đó, thì bàn thua thứ hai của Arsenal và là bàn thắng thứ hai của Aston Villa đến từ một pha bóng mà Camara đã tận dụng tương đối tốt cái khoảng trống giữa tuyến pressing đầu và tuyến pressing thứ hai của Arsenal. Anh ta cầm bóng di chuyển lên và thực hiện một pha chồng biên với hậu vệ cánh trái của Villa. Anh này đó là Alex Moreno thì phải, đã có một pha di chuyển khá là hay với qua Ben White và căng ngang vào trong như thế này. Còn lại thì trong suốt 90 phút bóng lăn thì Villa chủ yếu tạo ra những cái pha bóng nguy hiểm nhất, đó là đến từ những cái pha phát bóng dài của Emi Martinez lên phía trên dành cho các cầu thủ đá cánh. Và tiêu biểu là hiệp 2 chúng ta có thể thấy là lên Bailly, khi đó thì bóng hai bật ra và Villa sẽ có ít nhất là hai cầu thủ ập vào ăn bóng hai. Và với việc là Arsenal không có Partey, một người có thể hình tốt, mà họ chỉ có Jorginho hoặc Zinchenko, Xhaka thì đứng hơi cao, thì họ tương đối dễ dàng để bị đối phương đoạt bóng hai. Rất may là trong những cái tình huống mà các cầu thủ của Villa chọc khe lại cho những cầu thủ có tốc độ tốt như là Watkins như hay là Jacob Ramsey, thì những cầu thủ này lại không thể có được những cái pha xử lý cuối cùng tốt nhất để có thể mang lại thêm bàn thắng cho Aston Villa. Sorry anh em, tôi ăn mừng vui quá vứt kính ở đâu rồi, chẳng nhìn tìm cái kính không cả. Đại khái là trận này thì Arsenal họ chơi không hay, không quá hay, nhưng 3 điểm thì vẫn là 3 điểm và Arteta và cao trò đã quay trở lại ngôi đầu bảng, đặc biệt là trong một ngày mà Manchester City đã mất điểm trên sân của Nottingham Forest. Và hy vọng rằng kết quả này sẽ giúp cho Arsenal có thể coi là tự tin hơn ở trong giai đoạn sắp tới. Họ vẫn còn một trận lượt về gặp Man City nữa và một vài trận đấu với các đối thủ thuộc Big Six, và hy vọng rằng đoàn quân của Arteta sẽ tiếp tục cái phong độ này để có thể duy trì ngôi đầu bảng, có thể coi là càng lâu càng tốt đi. Các em, anh em nên nhớ là màu đỏ đang ở đâu nhá. Bây giờ là tôi chỉ có nhìn xuống thôi chứ không nhìn lên làm gì cả, vì đang xếp đầu bảng mà. Thôi, bye bye anh em.